Xin chào các em, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu bài số 18 các phương pháp chế biến thực phẩm tiếp theo. Cũng như tiết trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về phương pháp chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt, thì hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về phương pháp chế biến thực phẩm không sử dụng nhiệt. Tiếp theo chúng ta sẽ qua phương pháp chế biến không sử dụng nhiệt. Các em đã thưởng thức những món ăn nào mà không cần sử dụng nhiệt để chế biến? Không sử dụng nhiệt ở đây là các em sẽ không dùng lửa để các em chế biến những món ăn đó. Đây là những món mà không sử dụng nhiệt. Những món này sẽ sử dụng phương pháp muối chua. Tiếp theo, đây là những món trộn nè và món gỏi. Đầu tiên các em sẽ đi tìm hiểu phương pháp chế biến không sử dụng nhiệt, trộn dầu giấm. Vậy theo như các em, món trộn dầu giấm là gì? Nói nôm na, trộn dầu giấm là cách làm cho thực phẩm giảm bớt mùi vị chính, thường là mùi hăng, và ngấm các gia vị khác tạo thành món ăn ngon miệng. Ví dụ điển hình trong món salad trộn dầu giấm như trên hình trên, thì theo em mùi hăng của nó có trong thực phẩm nào? Trong ba thực phẩm chính trên hình gồm salad nè, cà chua, hành tây. Vậy theo em mùi hăng của nó là mùi nào trong ba loại thực phẩm trên? Đối với món này, mùi vị chính của nó sẽ là hành tây. Trong hành tây có mùi rất là hăng, có một số bạn sẽ không ngửi được và cũng không ăn được. Thì để giảm bớt mùi hăng đó thì thông thường người ta sẽ ngâm hành tây qua đêm với giấm đường. Nó sẽ làm giảm bớt mùi hăng và nó không còn cay nồng như ban đầu nữa. Ngoài ra nó vẫn giữ nguyên độ giòn của hành tây. Sau đó người ta sẽ cho các gia vị vào thực phẩm này, người ta trộn lên để ngấm gia vị. Vậy theo em, các gia vị trong món này gồm những gia vị nào? Kim nên nhớ, đối với món trộn dầu giấm thì nó chỉ có 5 gia vị chính thôi. Dù các em chế biến bất kỳ món nào thì đối với phương pháp này nó cũng chỉ có 5 gia vị thôi. Các em không nên bỏ những gia vị khác vô. 5 gia vị chính của nó đó là dầu ăn, giấm, đường, muối và tiêu. 5 gia vị đó sẽ tạo thành một món ăn rất là ngon miệng. Khi mà chúng ta ăn vô nó sẽ có cảm giác như vị béo nè, vị chua, vị ngọt và vị hơi cay của tiêu nữa, và một ít vị mặn. Có một số người người ta sẽ không cho muối và tiêu, người ta chỉ cho dầu ăn, giấm và đường thôi cũng được. Tuyệt đối đối với món trộn dầu giấm, các em không bỏ ớt hoặc cho nước mắm vào. Khi các em bỏ ớt và nước mắm thì nó không còn là món trộn dầu giấm nữa, nó sẽ qua một món trộn khác. Thì một lát các em sẽ tìm hiểu về món trộn đó. Đây là các giai đoạn để các em làm ra được món salad trộn dầu giấm. Đối với các thực phẩm, các em mua về các em rửa và các em cắt thái. Sau khi các em cắt thái tẩm ướp xong, thì giai đoạn đó người ta sẽ gọi là giai đoạn sơ chế và cắt thái. Sau khi các em cắt thái xong thì các em sẽ làm một chén nước gia vị và các em đổ vào và các em trộn. Đó là giai đoạn 2, trộn thực phẩm. Giai đoạn 3 là các em sẽ trình bày món ăn. Quy trình thực hiện của món salad trộn dầu giấm rất là đơn giản ha.
Đầu tiên các em sẽ sử dụng các thực phẩm, thực vật thích hợp để làm sạch. Khi muốn ăn thực vật nào thì các em sẽ mua về và làm sạch thực phẩm đó. Sau đó các em sẽ trộn hỗn hợp dầu ăn, giấm, đường, muối và tiêu. Các em nên nhớ đối với món này thì các em trước khi ăn 5 đến 10 phút các em hãy cho gia vị vào các em trộn. Vì khi các em cho gia vị vào trộn quá sớm thì nó sẽ làm món thực phẩm của chúng ta ngấm gia vị và nó sẽ tạo ra độ chua rất nhiều và ngọt nữa. Một số bạn sẽ không ăn được và nó sẽ làm mất đi độ giòn ban đầu của thực phẩm vốn có. Do đó khi nào ăn trước 5 tới 10 phút thì các em hãy cho hỗn hợp nước gia vị của mình vào để trộn. Bước cuối cùng là các em phải trình bày sao cho đẹp và sáng tạo. Khi các em trình bày một món ăn gì đó đẹp thì người ta sẽ kích thích được thị giác của người ta và sẽ làm cho thực khách của mình cảm giác ngon miệng hơn đối với món ăn đó. Đối với món trộn dầu giấm thì các em sử dụng thực phẩm động vật là chỉ sử dụng thực phẩm động vật ăn kèm thôi, là các em không được cho thực phẩm động vật vào trộn chung. Các em chỉ để thực phẩm động vật ở bề mặt trên để các em trang trí mà thôi. Đây. Vậy theo em món salad trộn dầu giấm thì nó sẽ có yêu cầu kỹ thuật gì? Đầu tiên rau lá giữ được độ tươi nè, trơn láng và không bị nát. Các em nên nhớ đối với món trộn dầu giấm thì thực phẩm của mình không được bị nát. Do đó trong quá trình các em trộn, các em không được dùng tay các em bóp nát bóp thực phẩm để dẫn đến tình trạng bị nát thực phẩm, mà các em nên dùng đũa hoặc muỗng để các em trộn. Vị vừa ăn, vị chua dịu, hơi mặn, ngọt, béo. Các em nhớ nha, vừa ăn ở đây là vừa ăn đối với khẩu vị của từng mỗi người. Những bạn thích ăn chua nhiều thì các em sẽ cho giấm nhiều. Còn những bạn nào thích ăn ngọt nhiều thì các em sẽ cho vị đường nhiều. Thơm mùi gia vị và không còn mùi hăng ban đầu. Các em nên nhớ khi các em đã làm, đặc biệt có hành tây thì các em phải làm cho nó giảm bớt được mùi hăng của hành tây. Vì khi hành tây vẫn giữ nguyên được mùi hăng của nó thì một số người sẽ không ăn được, và các em cũng khi các em ăn vô nó sẽ làm các em cay, các em cũng không chịu được và nó sẽ tạo ra mùi trong miệng của mình nữa. Do đó mình phải làm giảm bớt được mùi hăng ban đầu của nó. Chúng ta sẽ đi qua tìm hiểu món trộn hỗn hợp là gì. Trộn hỗn hợp có tên gọi khác là món gỏi. Ở người miền Nam mình sẽ gọi là gỏi. Ở người miền Bắc thì người ta sẽ gọi là món nộm. Vậy theo em, trộn hỗn hợp là gì? Là các trộn các phẩm đã được sơ chế hoặc làm chín từ các phương pháp khác, kết hợp với các gia vị tạo thành món ăn có giá trị dinh dưỡng cao. Được nhiều người yêu thích, món ăn này thường dùng trong đầu bữa ăn. Đầu bữa ăn các em có thể thường hay bắt gặp nhất, đó là khi các em ăn những bữa tiệc liên hoan nè, tiệc cưới nè, tiệc sinh nhật nè, hoặc những tiệc cổ trong gia đình mình thì các em sẽ thấy thường thường sẽ xuất hiện món gỏi và người ta sẽ ưu tiên gỏi ăn trước. Đây là phương pháp là các em sẽ được trộn chung thực phẩm động vật và thực vật vào chung và các em trộn. Gia vị của món ăn này rất là phong phú. Nó rất nhiều gia vị, có thể là đường, nước mắm, ớt, tỏi, hành phi, vân vân. Nó không còn yêu cầu là chỉ 5 gia vị như món trộn dầu giấm nữa. Cái mùi vị của món ăn này nó sẽ đậm đà hơn và thơm ngon hơn so với món trộn dầu giấm. Và giá trị dinh dưỡng nó cũng sẽ nhiều hơn vì nó sẽ kết hợp với động vật.
Đây là một số món gỏi mà các em hay bắt gặp nhất. Tiếp theo, đối với quy trình thực hiện món trộn hỗn hợp thì các em sẽ làm theo từng bước như sau. Đối với thực phẩm, thực vật thì các em sẽ làm sạch. Làm sạch bằng cách nào? Các em sẽ rửa lại với nước sạch và sau đó các em ngâm nước muối. Các em ngâm nước muối độ khoảng từ 5 cho đến 10 phút và các em sẽ rửa lại bằng nước sạch để cho hết vị mặn và các em để ráo. Khi thực phẩm, thực vật của mình đã ráo rồi thì các em sẽ cắt thái phù hợp với món ăn của mình. Tương tự đó, thực phẩm động vật cũng vậy, phải được chế biến sao cho chín mềm hoặc chín tới. Phương pháp chế biến đối với động vật có thể các em sử dụng là phương pháp luộc, hấp hoặc xào. Sau khi chế biến xong thì các em cũng cắt thái phù hợp với món ăn của mình luôn. Tiếp theo, các em sẽ làm hỗn hợp gia vị. Hỗn hợp gia vị này, các em có thể làm đường, mắm. Mắm ở đây là nước mắm và tỏi, ớt. Có một số bạn sẽ vẫn sử dụng giấm trong món trộn hỗn hợp luôn, nhưng có một số người người ta không sử dụng giấm mà người ta sẽ thay giấm bằng chanh hoặc tắc. Do đó tùy khẩu vị của mỗi người, mỗi gia đình và các em chọn nguyên liệu gia vị sao cho phù hợp nhất. Sau khi các em làm được một chén gia vị rồi thì các em sẽ bắt đầu trộn chung nguyên liệu thực vật, động vật và gia vị vào chung. Sau khi đã trộn xong thì các em sẽ bắt đầu trình bày. Tương tự như món trộn dầu giấm thì các em phải trình bày sao cho đẹp và bắt mắt. Vì trong tất cả món ăn khi chúng ta trình bày đẹp và bắt mắt thì nó sẽ kích thích được thị giác của người đối diện thì người ta sẽ cảm giác món ăn đó ngon và khi chúng ta ăn vô nó cũng sẽ làm sẽ có cảm giác ngon miệng hơn. Tương tự đó thì theo em món gỏi phải có đảm bảo những yêu cầu kỹ thuật gì? Yêu cầu rất là đơn giản, chỉ có 3 yêu cầu thôi. Đầu tiên là phải giòn và ráo nước. Giòn ở đây sẽ là độ giòn của thực phẩm, thực vật. Ráo nước cũng vậy. Khi các em bỏ nước trộn hỗn hợp quá nhiều và khi mà các em đổ gia vị vô các em trộn á thì các em trộn xong các em nên vớt cái hỗn hợp của mình ra. Sau khi mà nó đã ngấm gia vị rồi, các em không nên ngâm trong nước gia vị quá lâu, vì khi các em ngâm như vậy thì nó sẽ làm thực phẩm thực vật của mình bị nhũn ra, nó không giữ được độ giòn nữa. Vị vừa ăn ở đây các em phải có vị chua nè, cay, mặn, ngọt, béo, bùi. Đối với một số bạn không thích ăn béo thì một số gia đình người ta sẽ không cho dầu ăn hoặc không cho đậu phộng vào trong món ăn của mình luôn. Hoặc đối với những gia đình nào không ăn cay thì người ta cũng sẽ không cho ớt vào hoặc không cho tiêu thì nó sẽ không có độ cay. Do đó vị vừa ăn ở đây là sao cho phù hợp với khẩu vị của gia đình mình nhất. Và màu sắc của động thực vật phải trông đẹp và hấp dẫn. Đối với thực vật thì thực phẩm chúng ta không bị nát và thực phẩm không bị dập. Còn đối với thực phẩm động vật là chúng ta khi chúng ta chế biến không chín quá hoặc chế biến quá kỹ thì nó sẽ làm màu sắc của món ăn đó nó bị xuống màu, thì khi chúng ta trình bày lên nó sẽ không còn đẹp và hấp dẫn nữa. Sau đây là câu hỏi ôn tập dành cho các em. Các em hãy điền tên phương pháp chế biến phù hợp cho mọi loại thực phẩm trong bảng dưới đây. Là salad, là các em sẽ sử dụng phương pháp gì chế biến, các em liệt kê ra. Cả con cá sử dụng phương pháp gì chế biến, các em liệt kê ra. Bắp, bánh lăng cũng vậy, các em liệt kê ra. Có ví dụ ở đây là món thịt đi ha. Các em có thể sử dụng phương pháp nè. Luộc nè, hấp nè, chiên nè.
nấu nè, xào nè, kho nè. Là trong cái nguyên liệu đó sử dụng phương pháp gì chế biến được thì các em kể ra hết luôn, chứ không phải là các em chỉ kể một phương pháp thôi. Nhớ nha, các em phải kể nhiều phương pháp. Với bài tập về nhà thì các em trả lời cho cô câu hỏi ở trên phần ôn tập cô vừa mới nêu ở slide trên và xem trước bài số 24 tại nhà.